mình tin là mình làm được. Và tại đó mình chỉ có cái động lực nhất là tin là gì thôi, vì không có nơi nào để mà mình dựa vào được hết. Thì nhớ đúng là cái việc đó là Tết, đúng Tết luôn. Thì đúng cái ngày nghỉ Tết cái công ty thì chỉ học gì, và sau cái ngày mà hết nghỉ Tết thì chuyến định nghỉ việc. Và lúc đó là công ty đang rất là tiếc mình nghỉ việc, và cái định mình nghĩ mình còn đi làm. Và sau cái ngày 8 đó, cái ngày mà tất cả những người đi làm lại, thì bà mẹ nói là tôi xong đi làm. Cái nói chứ cũng nghỉ việc rồi. Ba mẹ nói là tôi giỡn mặt thôi. Thì lúc đó ba mẹ nó bị thùng á, đã không cho rồi, ai cho mày nghỉ việc. Ba mẹ nói chứ mày cãi lời, mày không nghe lời. Lúc đó mình lúc đó buồn ba mẹ nữa, vì ba mẹ mình không có tiếp lực cho mình kinh doanh. Ba mẹ nói đi làm lại đi. Ba mẹ nói chứ mày không đi làm lại được cái gì nhà. Thế là lúc đó mình từ gái mình nói ba cho mày. Nếu còn đói á, con dòng sinh tiền mày không, cho nên con sẽ kiếm được bằng lực con. Cho nên ngày đó nó chính chỉ nghĩ duy nhất như vậy. Bây giờ con muốn kiếm 8 triệu tháng luôn, có nghĩa là buổi sáng con đã được kiếm được 30 ngàn, con về nhà là lương con 9 triệu đúng không? Thế đó chỉ đặt mục tiêu như vậy thôi, duy nhất mục tiêu như vậy. Và cứ sáng tới ra mình có tưởng tượng chỉ bán hoa với một thằng bán vé số. Bạn nào có điện thoại dặn quá thì lấy điện thoại ra lên bàn bay gõ là trí nước hoa thổ nhĩ kỳ để ghi cái này là biết lớn lắm. Chữ chỉ đẹp lắm cho mọi người đáng đọc ha. Thì chỉ kể từng câu chuyện một, gọi là từng câu chuyện một trên cái phần bài hết. Hồi đó chỉ đi ra chỉ ăn phở, chỉ cùng bán nước hoa, chỉ đi dán cái keo xe của mình, chỉ cùng bán nước hoa. Và nhớ ngày hôm đó vui lắm, lên bán dán cái keo xe của mình là xe quay, cái tiền dán keo xe là 250 ngàn, nhưng mình bán 3 cái nước hoa thì thành ra 1 cái nước hoa của mình là 120 ngàn, thì thành ra mình có được 360 ngàn. Đó là cái bạn đó là mình tiền. Rồi tiếp tục mình đi ăn phở, mình bán nước hoa thì tôi phở có 30 ngàn thôi, và thế là họ hối lại cho mình 90 ngàn. Khi mình đi cắt tóc, cái cắt tóc cũng 30 ngàn, cái họ lại có tiền 90 ngàn. Rồi đó mình yêu đời nữa, mình vui tất cả những chuyện đều có cái bài này để đọc không, để đọc. Và nó cũng chụp thật á, nhưng nó xạo này chụp thật thật. Cái người làm bún hoa cũng bắt cầm những hoa chụp thôi chứ, chỉ biết chụp gian cho mình chứ. Và cùng cái thời đó thì cái tháng thứ hai là đi kiếm được 36 triệu. Và tháng thứ ba là đi kiếm được 58 triệu từ bán nước hoa. Là lúc đó là chỉ xây quyết định của bán nước hoa luôn, là đi bán dạng của chỉ luôn, bất chấp. Mà lúc đó thời mọi người thấy chỉ xây vui lúc nào cũng kẹt kẹt nước hoa theo, giống như thầy ba lô chỉnh nước hoa đi thôi, cứ xong. Bất kỳ ai gặp chiếc thầy đó là chỉ bán hết. Nếu mà bây giờ mà chỉ bán hoa chỉ gặp cả trời chỉ bán hết. Vì lúc đó mình chỉ nghĩ thôi, mục tiêu của mình một ngày kiếm 300 ngàn hết. Và thế là cái một đám nó nói là chỉ là em cũng cái mặt thôi không, mình kêu tụi nó về mình dạy cho tụi nó bán hoa của mình. Và câu chuyện nước hoa nó sẽ còn dài lắm, nhưng mà đại loại là cuối cùng cũng hết bán nước hoa. Và sau đó chỉ đi làm CEO là giám đốc điều hành cho spa Bồn Giao. Hiện tại bây giờ người lớn đang ngồi một tháng chỉ còn giám đốc điều hành trên đó. Thì sau đó là mình vô mình là giám đốc. Mà ở cái tuổi của mình, giám đốc cái mặt non trẻ. Nếu bây giờ chúng ta chỉ sinh viên chắc hẳn tin luôn. Thì nói tao nghe. Và khi đó mình bực lắm, mình nói mình không biết lý do vì sao mình nói tao nghe. Thì bên thì dưới có cái lớp thì gọi là Train the Trainer, đào tạo nhân viên. Thế là mình đi học. À mình hiểu rồi, lý do mình nói tao nghe tại vì mình chẳng cho một cái chuyện gì hết. Sau này mấy bạn không muốn đi ra đường gặp sếp mình, quýt bạn đi làm là thả tuổi. Thay vì chắc nói đó mà là em cũng muốn tăng lương không, em cũng muốn lên chức không, thì cái một con số biết kiếm mà nó nhỏ chứ là gì là gì là lớn là gì mình khoe đấy.
đó thì chỉ cho cái mẹo để mà làm cho người ta nghe lời mình. Và thế là lúc đó Chí Linh Nguyên đội ngũ khoảng 10 bạn thì doanh số thời đó mình giao spa là 500 triệu một tháng đó. Rồi xong rồi mình có tiếp chưa đã cái bệnh là nhảy của mình là công ty soi thì đó lại tiếp tục là giám đốc thôi, giám đốc thôi là mình làm kia khoảng từ đi mà chỉ là nó thôi một thời gian cái bệnh này cũng đã. Thì nếu mà mọi người muốn coi những bắt đau đó thì cứ lên Facebook chính hả? Facebook chính tên là Trí Minh Nguyễn. Tại vì mình tên đây là